Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Check Carib được trang bị full bộ group build XT, vành Mavic Pháp. Rồi bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Check Carib phần khung là hình nhôm. Trên xe lốp sơn nguyên bản rất là mới, có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, cũng như là xe bãi không thể tránh khỏi. Tôi trang bị full group build XT, thì các bác chơi xe lâu năm thì cũng có thể biết được build XT này là nó gần như là cao cấp nhất trong cái dòng địa hình này. Ra trang bị full group XT, đĩa là một đĩa, hay bấm xăng dầu XT. Dầu may tao, sóc hơi, bánh Mavic của Pháp, bánh 27,5 inch. Vòng bậc đặng rất là cao cấp. Bây giờ sẽ vào đo size và test chuyển động chiếc xe để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 58 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m62 đến 1m72 đi là phù hợp. Xe đang bán bên em với mức giá là 19.8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những chiếc xe mới nhất bên em đưa lên. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.